Hello, xin chào anh em. Mình tên là Tuấn và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ vẫn tiếp tục chia sẻ các mốc giá quan trọng của con vàng và các mốc thông minh cần lưu ý trong ngày hôm nay, ngày 16 tháng 2. Thì ngày hôm nay thì ngoài các mốc giá chiêm tinh trên màn hình, anh em có thể thấy trực quan cái đường màu xanh là như gọi là 1977, 85, 91, vùng 2000, 2005, 14, 19, 2028 ấy, thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến các vị trí sau là bên trên là 2036, 2037, 2021, 1977, 1976, 1975, 1966 và 1967. Có là mình các vị trí này là chúng ta chỉ tính đến lúc 12 giờ đêm nay thôi anh em. Còn các mốc thông minh trong ngày thì có các mốc thông minh sau là 3 giờ 35 phút sáng, 7 giờ 26 phút. Buổi tối thì có hai mốc là mốc 19 giờ 55 phút và mốc tiếp theo là 22 giờ 01 phút. Những cái vùng mốc thông minh thì nếu mà anh em nào chưa biết đến thì mình sẽ giới thiệu qua một tí là chính là những cái vùng màu xanh hay màu đỏ đấy, hay màu cam là những cái mốc thông minh đặc biệt một tí. Thì ngày hôm qua thì khi giá nó tiếp cận về cái mốc 208 này, thì nó có hiện tượng rút chân đi xuống. Thì ngày hôm qua thì trong video mình cũng nói là ngày hôm qua là giá nó đẩy sẽ đi lên và đi xuống, thì chúng ta cũng thấy là đúng lúc 23 giờ thì nó cũng đẩy lên là nó cũng đi xuống. Đúng là đây là lúc 9 giờ 10 giờ bắt đầu đi xuống rồi. Mới hết 23 giờ là cũng hết ngày. Thì sang 0 giờ bắt đầu nó chạy theo một hướng khác. Ngày hôm nay thì mình vào cái mốc thông minh này thì nó vừa có tăng vừa có giảm, nhưng mà mình vẫn thấy trong ngày hôm nay là giá vẫn có, nếu về phiên buổi tối thì nó vẫn ngày hôm nay thì sao nào, ngày hôm nay thì có ba mốc giảm, một mốc tăng. Nó tính theo cả sáng sáng ngày mai là hai mốc tăng, ba mốc giảm. Còn dự đoán về giá vàng lên xuống thì chúng ta cũng chờ nó hình thành cái mô hình phá ván ở nào ở đây thì sẽ dự đoán giá sau, không nên đồn đoán giá trước lắm. Còn trong buổi sáng ngày hôm nay thì có hai mốc thì chúng ta có thể quan tâm là mốc chỗ 2010, chúng ta có thể canh xem hành động giá nó ở đây nó như nào, nó có rút chân xuống thì chúng ta có thể sell xuống 2010 và 2012 anh em. Còn giá nó chưa phá được qua 2014 thì chúng ta vẫn giá vẫn dưới 2014 thì chúng ta vẫn canh đánh xuống thôi. Cái view này mình cũng nói từ trước rồi, từ khi trước giá tiếp cận về 14 thì chúng ta cũng đã tính toán là nó ít nhất là nó sẽ về được giá 1991 thôi. Còn cách sau đếm sau thì mình cũng đã chia sẻ các bạn, chỉ cần đếm các mốc thôi, nó chỉ qua 4 mốc. Nếu mà tin tức mạnh thì hôm nay vùng ấy nó phá qua 14 thì chúng ta chỉ đếm 4 mốc. 1 2 3 4 là sẽ có phản ứng chạm tàu ở đây. Còn anh em nào mới biết đến kênh của mình thì chưa hiểu cách entry theo thao minh hay là cách vào lệnh theo phương pháp này ra sao ấy, thì có thể vào cái kênh của mình ở phần danh sách phát chúng ta xem lại cái mấy cái video mình cũng chia sẻ lên trên kênh ấy, là cách entry theo thao minh hay là entry theo bộ nến sao trời ấy. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hết video này. Nếu thấy hay thì hãy like đăng ký kênh cũng như chia sẻ video giúp mình. Ngoài cái cặp bạc này ra thì
các bạn có thể quan tâm thêm cái cặp US 10 10 15. Thì cặp này nó dùng để bắt tiền tệ, nhưng mình đặc biệt thấy cặp UZ nó cũng rất là tốt đấy. Chúng ta canh những hành động giá với con UZ, nó khi cái cặp này nó đi xuống vào mốt chân tinh và rút chân lên thì hầu hầu như là nếu mà tăng ấy, con UZ nó cũng có thể chặn tàu. Con UZ cũng khá là tốt. Hay con vàng, vàng thì con này cũng được. Ngày hôm qua khi lúc 10 giờ đấy, thì nó cũng chạm lên, nó rút chân lên, lúc ấy thì vàng nó cũng bắt đầu giảm trở lại. Còn chúng ta không nên chặn tàu ở các vùng con này, cũng như các vùng đỉnh đỉnh đáy này thì cũng không nên chặn tàu. Nhưng mọi người có thể bảo là chờ cái vùng cầu đây, nhưng mà nó cũng có về đâu. Cầu của H1 ấy, nó chỉ đến cái mốc chiêm tinh này và rút chân đi lên đi xuống ấy.